chiều 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông tin dự kiến ngày 31 tháng 5 sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Ninh ở huyện Phúc Thọ và Nguyễn Văn Sơn ở thị xã Sơn Tây trong vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào cuối năm 2021. Bản án sơ thẩm tuyên cuối năm 2022 tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh tù chung thân về tội giết người, còn Nguyễn Văn Sơn bị tuyên phạt án tử hình. Thế nhưng hai bị cáo đã có đơn kháng cáo. Bị cáo Ninh nói bản thân không phạm tội giết người, còn bị cáo Sơn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án cấp sơ thẩm cuối tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Đỗ Tị sinh năm 1965 ở huyện Phúc Thọ cùng một số cán bộ Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ đến ăn tại bếp ăn của Viện Kiểm sát huyện. Tại bữa ăn, bị cáo Ninh có mặt cùng Nguyễn Văn Trường. Khi ăn uống, bị cáo Ninh và một số người xảy ra mâu thuẫn. Trường đã tấn công bị cáo Ninh nên mọi người can ngăn. Khi ra ngoài cổng Viện Kiểm sát, bị cáo Ninh đề nghị ông Tị gọi Trường quay lại xin lỗi, song ông Tị từ chối. Sau đó bị cáo Ninh gọi điện thoại cho Sơn, thấy Sơn đến, bị cáo Ninh ra hiệu cho Sơn hành hung khiến ông Tị bất tỉnh và hai ngày sau ông Tị tử vong. Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng liên tiếp gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô của người dân trên địa bàn. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Dương, 16 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, Nguyễn Thanh Nhân, 19 tuổi, ở huyện Trung Bắc và Võ Mạnh Nguyên, 16 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28 tháng 5, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ các đối tượng khi đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Tân Lập, cũng như thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến trộm cắp. Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá sử dụng nên đã rủ nhau đến thành phố Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ để trộm cắp. Mục tiêu nhắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để ngoài đường lúc đêm khuya. Khi phát hiện xe ô tô nào không khóa cửa thì đột nhập lục lấy tiền, tài sản có giá trị và tháo lấy màn hình. Nhóm đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trên xe ô tô, chiếm đoạt tài sản khoảng 50 triệu đồng. Trong 3 đối tượng trộm cắp, Nhân từng có một tiền án về tội cướp tài sản và chưa xóa án tích. Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối trái phép thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết từ 10 đến 30% một tháng. Thời gian đầu, các sàn giao dịch để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền, sau đó tư vấn để con mồi nạp tiền nhiều hơn để rồi khóa tài khoản không cho rút tiền. Như trường hợp một người phụ nữ đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo. Theo đơn trình báo, vào ngày 5 tháng 5, chị B sinh năm 1991, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có nhận được lời mời tham gia đầu tư ngoại hối quốc tế. Sau khi được tư vấn, chị B đã nạp 200 triệu đồng nhưng sau đó không thể rút được tiền và đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo. Ngày 29 tháng 5, Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp Kon Tum đối với bà Huỳnh Thị Mai Xuân. Theo đó, bà Xuân được xác định đã vi phạm quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, nhận 32 triệu đồng của người yêu cầu công chứng. Sự việc có dấu hiệu tham nhũng nên ngành chức năng đã chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum để thụ lý. Bà Xuân cũng đã bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, bà Xuân bị tố cáo đã công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và nhận chi phí cảm ơn. Chiều 29 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn xã Sơn Điền, huyện Di Linh vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm rừng khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó còn 3 người đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trước đó, ngày 26 tháng 5, gia đình ông Kavet, ngụ xã Sơn Điền, huyện Di Linh đi rừng hái nấm về và phân phát cho 7 gia đình khác trong dòng họ để làm thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi ăn 30 phút, những người này đều có triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, trong đó có 2 người có triệu chứng co giật. Đến 20 giờ ngày 26 tháng 5 thì được đưa đến trạm y tế xã Sơn Điền khám. Sau khi xác nhận mức độ ngộ độc, 2 bệnh nhân được điều trị tại trạm y tế xã Sơn Điền, 10 người được đưa đi cấp cứu điều trị tại trung tâm y tế huyện Di Linh, 2 người được chuyển lên bệnh viện 2 Lâm Đồng. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, tỉnh táo. Ngày 29 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sức khỏe của cháu bé TC 3 tháng tuổi bị bạo hành đa chấn thương đã ổn định, chuẩn bị làm các thủ tục xuất viện. Như đã thông tin vào lúc 18 giờ 53 phút ngày 20 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi TC trong tình trạng hôn mê, gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi ở cả hai chân, chấn thương sọ não do bị Trần Hoài Thương 33 tuổi ngụ phường 2 thành phố Đà Lạt hành hạ. Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương để điều tra về hành vi giết người. Thương được xác định đã nhiều lần hành hạ cháu TC tại phòng trọ, nghiêm trọng nhất là vào ngày 20 tháng 5, sau khi sử dụng ma túy, Thương đánh vào đầu mặt của bé TC. Trần Hoài Thương, bạn trai của chị HA, mẹ của cháu TC đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 29 tháng 5, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xác nhận trên địa bàn xã An Phước vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh là hai anh em song sinh tử vong. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 5, tiếp nhận tin báo có hai thiếu niên đuối nước mất tích khu vực sông Củ Chiên, đoạn thuộc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau đó, một số người lặn xuống sông thì phát hiện và vớt được thi thể hai cháu lên. Nạn nhân được xác định là TA và TK cùng 14 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, đều là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở An Phước, huyện Mang Thít. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai học sinh ở cùng cha mẹ tại khu nhà của cơ sở sản xuất gạch thuộc xã An Phước. Cả hai đi bắt cá ven bờ sông Cổ Chiên và tắm sông gần cơ sở sản xuất gạch, sau đó không may bị đuối nước và tử vong.